located in the center of Quy Nhơn City, facing towards Genrang Thiên Sa. A tourist spot that attracts many Vietnamese visitors is the Tomb of Hàn Mặc Thù. Many foreign tourists may not know who Hàn Mặc Thù is. Hàn Mặc Thù is a famous poet of Vietnam. Let's listen to the tour guide talk about poet Hàn Mặc Thù in great detail. Thay mặt cho gia đình Hàn Mặc Thù gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý anh chị đã ghé thăm nhà thơ vào một buổi chiều hoàng hôn vừa buông xuống như thế này. Và kính thưa với cả đoàn chúng ta, nhà thơ Hàn Mặc Thù, ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí. Ông được sinh ra vào ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 11 năm 1940 tại Trại Phong Quy Hòa, Quy Nhơn, hưởng dương 28 tuổi. Trại Phong Quy Hòa, Quy Nhơn ngay sau núi này. Và khi ấy, nhà thơ Hàn Mặc Thù được các sơ và các bác sĩ an táng ngay trong khuôn viên của Trại Phong Quy Hòa vào năm 40. Nhưng di nguyện của Hàn Mặc Thù trước khi qua đời, ông muốn rằng sau khi chết thì nằm trên đèo Son ở gần núi Bà Hỏa phía bên kia. Thì di nguyện đấy thì không thực hiện được. Mãi đến 19 năm sau, tức là năm 1959, một người bạn thơ của nhà thơ Hàn Mặc Thù, lúc ấy là nhà thơ Quách Tấn, giữ vị trí là phó tỉnh trưởng của tỉnh Bình Định thời bấy giờ, Quách Tấn mới can thiệp xin phần đất này, di dời hài cốt của Hàn Mặc Thù từ trong Trại Phong Quy Hòa về vị trí này. Vị trí có phong thủy cực kỳ đắc địa, chúng ta thấy lưng tựa vào núi Xuân Quan làm hậu chẩm, mặt hướng ra biển Quy Nhơn làm minh đường, hai bên có rồng chầu hổ phục, thì một vị trí thanh thoát và nhẹ nhàng vô cùng. Người ta nói rằng đến ngôi mộ của người nào đó, nhất là mộ của người mắc bệnh phong, thì u hoài và lạnh lẽo lắm. Nhưng thưa, đến với Hàn Mặc Thù thì không, nó nhẹ nhàng và thanh thoát vô cùng. Đây là vị trí có phong thủy đắc địa nhất Quy Nhơn. Nhưng có một vị trí phong thủy đắc địa hơn nữa, phía trước có minh đường nhưng có một cái hòn đảo hay ngọn núi làm tiền án nữa. Đó là vị trí nằm của bác Võ Nguyên Giáp. À, bác Võ Nguyên Giáp phía trước là biển, có hòn đảo Yến nó chắn, tức là chắn gió độc sọc thẳng vào nữa. Và kính thưa với quý anh chị, cuộc đời của Hàn Mặc Thù, ông có duyên với bốn chữ Bình. Người ta gọi là tứ Bình trong cuộc đời của nhà thơ. Hàn Mặc Thù sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Bình Định, làm báo ở Tân Bình, Sài Gòn và có tình yêu định mệnh tại Bình Thuận. Và Hàn Mặc Thù đã xuất hiện trên bầu trời thơ mới Việt Nam như một ngôi sao trội sáng lòa, mà cái đuôi của nó quét cả trước này, sau này và mãi mãi về sau này, không ai có thể sánh kịp được. Chế Lan Viên đã nhận xét như vậy. Sau này những thứ mực thước khác có thể qua đi, nhưng thứ còn động lại duy nhất với thời gian, đó là thơ của Hàn Mặc Thù và nhà thơ Hàn Mặc Thù. Bây giờ chúng ta xem thử cuộc đời của nhà thơ Hàn Mặc Thù trung chuyên như thế nào. Thuở sinh thời, Nguyễn Trọng Trí học rất là giỏi. Bởi vậy cho nên Nguyễn Trọng Trí đã có tên trong danh sách đưa sang Pháp du học để đào tạo cán bộ nguồn. Nhưng mật thám Pháp theo dõi và phát hiện ra Hàn Mặc Thù có thư từ qua lại với cụ Phan Bội Châu. Cho nên là mật thám Pháp đề nghị gạch tên Nguyễn Trọng Trí ra khỏi danh sách đưa sang Pháp du học. Vậy là Nguyễn Trọng Trí không được sang Pháp du học để có một nhà thơ Hàn Mặc Thù như ngày hôm nay. Cha Hàn Mặc Thù lúc ấy là làm ký lục cho người Pháp, cho nên di chuyển khắp xứ Trung Kỳ, ở Quảng Bình, ở Huế, ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, và gia đình định cư ở Quy Nhơn là lâu nhất. Và Hàn Mặc Thù sau khi học xong lớp Thành Trung thì ông xin vào làm ký lục ở Sở Đạt Điền tỉnh Bình Định thời bấy giờ. Vậy là lúc này giám đốc Sở Đạt Điền là một người trong gia đình danh gia vọng tộc ở Huế, họ Hoàng ở Huế. Vào trong này nhậm chức giám đốc Sở Đạt Điền có đưa thêm một cô con gái, bà có tên là Hoàng Thị Kim Cúc. Hàn Mặc Thù nhìn thấy cô Cúc mới thầm thương trộm nhớ và đã yêu Cúc. Mối tình này Tử đã yêu Cúc một cách đơn phương. Hoàng Thị Kim Cúc chúng ta quen gọi là Hoàng Cúc. Mà mối tình này nó mong manh long lanh như một giọt sương, đến mức Hàn Mặc Thù không dám chạm tay vào, sợ nó vỡ tan đi mất. Hàn Mặc Thù đã viết rằng bấy lâu sát ngõ chẳng ngăn tường, không dám sờ tay sợ lấm hương, đêm nay xiêm áo chỉnh tề quá, muốn ôm hồn Cúc ở trong sương. Tình cảm của Hàn Mặc Thù bày tỏ qua những vần thơ như vậy đến với Hoàng Cúc. Và Cúc có biết hay không? Thưa, cũng không biết nữa. Nhưng bà, một người con gái Huế thì mị ngây thơ trong trắng như vậy, Cúc có biết đi nữa không dám, bao giờ dám chủ động với Tử. Để rồi Tử mới viết những lá thư tỏ tình gửi cho Cúc, nhưng không dám trực tiếp đưa cho Cúc, mà đưa qua một người bạn của mình, đó là nhà thơ Hoàng Tùng Ngâm. Nhờ Hoàng Tùng Ngâm đưa hộ cho Hoàng Cúc.
Ông Hoàng Tùng Ngâm này là anh họ của Hoàng Cúc. Sợ cô em gái Huế của mình còn ngây thơ trong trắng như vậy vướng vào chuyện tình yêu sớm cho nên bi lụy. Bởi vậy cho nên Hoàng Tùng Ngâm cắt đi, không đưa cho Cúc. Vậy là mối tình này cứ nằm trong câm lặng, để rồi trải qua bao phong ba sóng gió. Cha bà hết sở nhiệm kỳ ở Quy Nhơn về Huế, Cúc cũng rời Quy Nhơn về Huế. Người con gái đầu tiên được nhắc tên Hoàng Cúc. Sau đó Hàng Mặc Tử rời Quy Nhơn vào Sài Gòn làm báo. Hàng Mặc Tử đã được phân công làm biên tập viên trang thơ của tờ Thời báo Phụ Nữ ở Tân Bình, Sài Gòn. Lúc này một người con gái từ Phan Thiết, bà tên thật là Nghệ, vốn gốc Quảng Ngãi. Bà cùng gia đình sinh sống ở Phan Thiết, bà lấy bút danh là Mộng Cầm, mới viết thơ gửi cộng tác cho báo. Hai người quen biết nhau và nảy sinh tình yêu. Tử yêu Mộng Cầm, Mộng Cầm yêu Tử, tình yêu đẹp vô cùng. Để rồi rất nhiều lần Hàng Mặc Tử từ Sài Gòn về Phan Thiết gặp Mộng Cầm, dắt tay đeo đi dạo chơi trên những con dốc đá ở trong Phan Thiết, đi ngang qua lầu ông Hoàng ở Phan Thiết. Để rồi một hôm, vào một buổi chiều, Mộng Cầm cùng Hàng Mặc Tử đi dạo chơi trên ngọn đồi ở sau Phan Thiết, đi ngang qua một khu nghĩa địa thì mắc phải một cơn mưa. Hai người mới chui vào một cánh trời hoang ở gần khu nghĩa địa đấy trú mưa. Hàng Mặc Tử nhìn thấy ở một ngôi mộ mới chôn có những đốm đỏ bay lên. Từ đó trở về, ông mắc chứng bệnh phong. Câu chuyện này kể ra chúng ta chắc chắn là không tin. Khoa học chứng minh làm gì bệnh phong nó lây bằng cách nhìn thấy đốm đỏ bay lên như vậy. Nhưng thưa, tin cũng được, không tin cũng không được. Bởi vì thời bấy giờ bệnh phong bị người đời xa lánh nát khủi. Vì nó không có thuốc chữa chạy mà vì biến chứng của nó nhìn thấy bên ngoài. Nó ăn cục dần từng đốt ngón tay ngón chân cho nên gọi là bệnh cùi. Và bị người đời xa lánh nát khủi cho nên gọi là bệnh hủi. Hàng Mặc Tử mắc chứng bệnh này nhưng đầu tiên ông quá chủ quan không lo chữa chạy sớm. Dấu hiệu đầu tiên là ngắt, véo, đốt lửa, da không có cảm giác. Nhưng Hàng Mặc Tử nghĩ đó là một chứng da liễu bình thường thôi. Thì ông để trôi một thời gian khá dài, đến khi da bàn tay dày sừng và nứt nẻ rỉ máu ra rồi, thì lúc đấy ông mới rời Sài Gòn về Quy Nhơn để chữa chạy. Thì lúc này đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến. Lúc đấy gia đình Hàng Mặc Tử sợ hàng xóm biết được ông mắc bệnh phong, bởi vì người ta chẳng những kỳ thị người mắc bệnh phong mà kỳ thị cả gia đình, nghĩ rằng là nó có di truyền nữa, cho nên xa lánh. Gia đình Hàng Mặc Tử mới giấu nhẹm bệnh tình của ông đi. Chứ lúc đấy trại phong Quy Hòa đã hoạt động rồi, nếu Hàng Mặc Tử được gia đình đưa vào sớm thì không phải chết đâu. Và tự đi bốc thuốc chữa chạy bằng thuốc của các vị thầy lang băm khác nhau, uống nọc rắn nọc bò cạp quá nhiều để đường ruột bị phá hủy, và chứng kiết lỵ của Hàng Mặc Tử nặng lắm rồi. Thì gia đình mới chê một căn chòi hoang. Những người bệnh phong như câu chuyện sáng nay em kể trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đấy. Hàng Mặc Tử được gia đình chê một căn chòi hoang ở dưới chân núi Bà Hỏa kia, để một chốn hoang liêu tiêu sơ ấy, một mình Hàng âm thầm nghe trăng vỡ, buồn cho Hàng Mặc Tử vô cùng. Và lúc này Hàng Mặc Tử đang nằm ở căn chòi hoang ấy, thì Hoàng Tùng Ngâm về Huế mới gặp Hoàng Cúc, nói rằng: Cúc ơi, Tử ngày xưa nó từng yêu đơn phương Cúc ấy, nó viết những lá thư tỏ tình đây. Ông mới đưa ra, ông khuyên Cúc rằng hãy viết một vài lời gửi cho Tử để động viên và thăm hỏi bệnh tình của nó đi. Vậy là Hoàng Cúc nghe lời Hoàng Tùng Ngâm. Vào một buổi chiều, bà ra ngoài hiệu ảnh bên bờ sông Hương ở Huế. Bà mua một tấm postcard, trên đó có hình ảnh một dòng sông, một cô lái đò và vài khóm trúc lưa thưa nữa. Có cả một vầng mặt trời nhưng không đoán định được đó là bình minh hay hoàng hôn gì. Bà Hoàng Cúc mới viết trực tiếp lên trên tấm postcard đó vài lời động viên và thăm hỏi bệnh tình để gửi cho Tử. Nhưng bà cũng không ký tên người gửi, cũng không đề ngày tháng năm gửi. Vậy là tấm postcard đó từ Huế bay vào Quy Nhơn này đến tay Hàng Mặc Tử ở ngay căn chòi hoang ông đang ở dưới chân núi Bà Hỏa kia. Nhìn hình ảnh đó thân thương và nhìn vào dấu bưu cục từ Huế, ông biết ngay là Hoàng Cúc gửi cho mình, và ông liên tưởng đến làng quê bình yên bên bờ sông Hương đấy, thôn Vĩ Dạ mà Hoàng Cúc đang sinh sống. Vậy là Hàng Mặc Tử đã cảm tác rằng: sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng câu nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền, gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn hiu hoa bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Mưa khắp đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Vậy là Tử gửi bài thơ lại để cảm ơn Hoàng Cúc vì tấm postcard đó. Đó chính là hoàn cảnh ra đời của một tuyệt phẩm chúng ta đã nghe và đã biết, đây thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàng Mặc Tử. Để rồi khi bệnh tình của Hàng Mặc Tử trở nặng lắm rồi, trước đó Mộng Cầm yêu Tử, Tử yêu Mộng Cầm, khi ông về Quy Nhơn này chữa chạy thì Mộng Cầm bà đã làm gì?
đôi lần về Quy Nhơn để thăm Hàn Mặc Tử. Nhưng Hàn Mặc Tử lúc đó bắt đầu mặc cảm bệnh tật, ông trốn biệt trong buồng, cử em trai của mình là Nguyễn Bá Tín ra nói chuyện với Mộng Cầm. Sau đôi lần như vậy, sau đó bà Mộng Cầm dứt tình, bà đi lấy chồng. Vậy là hòa Hàn Mặc Tử đâu, đâu trong lòng, ông mới viết rằng người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Nói về Mộng Cầm đi lấy chồng, nhưng bà Mộng Cầm có cái lý riêng của bà khi bà nói rằng những người mắc chứng bệnh này mà càng gần gũi người yêu, có tình cảm với người mình yêu thì tiến triển của bệnh nó nhanh và người mắc bệnh càng đau đớn hơn. Bà không muốn Hàn Mặc Tử vương vấn gì với bà nữa, cho nên bà dứt tình như vậy. Lúc ấy bạn bè thơ của hai nhà thơ Mộng Cầm và Hàn Mặc Tử mới giới thiệu bà dì ruột của Mộng Cầm, đó là cô Trần Ngọc Sương. Dì ruột của Mộng Cầm đã có biết qua Hàn Mặc Tử rồi, và thư từ qua lại cho Hàn Mặc Tử xem thử khỏa lấp nỗi đau do cô cháu gái gây ra hay không. Còn Trần Ngọc Sương có yêu Hàn Mặc Tử, Mặc Tử có yêu Trần Ngọc Sương hay không thì em xin phép không biết, có gì chúng ta hỏi Hàn Mặc Tử sau. Đấy là chúng ta đã biết đến Mộng Cầm, biết đến Hoàng Cúc, đi biết đến Trần Ngọc Sương rồi. Và chúng ta còn nghe nhắc tên đến một người nữa, đó là ai? Chúng ta thử xem thử. Khi bệnh tình của Hàn Mặc Tử nặng lắm rồi, từ cánh trời hoang đưa vào trại phong Quy Hòa vào tháng 9 năm 1940, thì lúc này các sơ và các bác sĩ đã phải lắc đầu vì chứng kiết lỵ của ông quá nặng. Đi một ngày những mười mấy lần thì không còn đủ sức nữa. Và lúc đấy đường xá không như bây giờ, Hàn Mặc Tử không ăn được đồ có nước, không ăn được rau xanh, mà phải ăn được những thứ khô và rim thật mạnh, giống như phụ nữ mới sinh dậy cho nó chặt ruột. Thì ba ngày người gia ở gia đình này mới mang thức ăn vào trong trại phong Quy Hòa để tiếp tế cho Hàn Mặc Tử. Gia đình tình hình tài chính cũng đã cạn kiệt rồi. Có một người con gái, bà đã nói rằng em yêu anh, yêu một cách điên cuồng, yêu không một giây phút nào nguôi. Người con gái vốn gốc Thanh Hóa, và tên bà lấy bút danh là Mai Đình. Và Mai Đình sau khi đọc tập thơ Gái Quê của nhà thơ Hàn Mặc Tử xuất bản, bài thơ Gái Quê Hàn Mặc Tử viết rằng: xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự, tôi đều nhận thấy trên môi em làn môi mong mỏng tươi như máu, đã khiến môi tôi mấp máy thèm. Từ lúc tóc em bỏ trái đào đến kỳ đôi má đỏ hay hay, tôi đều nhận thấy trong con mắt một vẻ ngây thơ và ước ao. Lớn lên em đã biết làm duyên, gặp tôi em che nón nghiêng, nghe nói ba em chưa chịu nhận câu trầu của khách láng giềng bên. Vậy là Mai Đình đã yêu Hàn Mặc Tử một cách điên cuồng. Bà nguyện ra trại phong này để chăm sóc cho Hàn Mặc Tử. Bà đã thốt lên một câu rằng: anh Chí ơi, vậy là từ nay anh sẽ không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời chăm sóc đau thương. Nhưng Hàn Mặc Tử cũng vì mặc cảm bệnh thật, ông trốn tránh Mai Đình và chối từ tình cảm này. Phải đến những ngày cuối đời, vì tình hình tài chính gia đình đã quá cạn kiệt rồi, ông buộc phải nhận tiền của Mai Đình gửi cho. Ông mới thốt lên một câu rằng: ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên ta chỉ còn lại một Mai Đình. Nữ văn sĩ Mai Đình được nhắc tên trong cuộc đời của Hàn Mặc Tử là như vậy. Và những ngày Hàn Mặc Tử nằm đau đớn ở trong trại phong ấy, thì bạn thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, đó là nhà thơ Trần Thanh Địch, có một cô cháu gái tên là Trần Thương Thương, 12 tuổi, mời viết thơ gửi cho Hàn Mặc Tử để cho Hàn Mặc Tử được khỏa lấp nỗi đau và tìm cảm hứng để sáng tác. Và Trần Thương Thương với Hàn Mặc Tử có thư từ qua lại một thời gian đấy. Người ta mới nói rằng Trần Thương Thương có yêu Hàn Mặc Tử, Hàn Mặc Tử có yêu Trần Thương Thương. Nhưng thưa, đó không phải là một là những lá thư của Trần Thương Thương gửi, mà nhà thơ Trần Thanh Địch giả danh cháu gái của mình để xoa dịu nỗi đau cho bạn của mình mà thôi. Vậy là những nàng thơ được chắc qua cuộc đời của Hàn Mặc Tử ấy: Mai Đình, Hoàng Cúc, Thương Thương, Ngọc Sương. Đấy là những nàng thơ được nhắc qua cuộc đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Nhưng đến cuối cùng, Hàn Mặc Tử vẫn tắt thở trong cô đơn và đau đớn. Căn bệnh này Hàn Mặc Tử chẳng may mắc phải, do một loại trực khuẩn gây nên. Nhà bác học Hansen tìm ra gọi đó là trực khuẩn Hansen. Nhưng điều trớ trêu thay, trực khuẩn này nó hoành hành mạnh nhất vào những đêm trăng sáng. Trăng mà càng sáng bao nhiêu thì người mắc bệnh này càng đau đớn và càng quằn quại bấy nhiêu. Bởi vậy cho nên đầu tiên Hàn Mặc Tử ông yêu trăng vô cùng, nhưng những đêm trăng đó làm cho ông đau cả thể xác, đau lắm tinh thần. Ông mới quay ra ông hận trăng, ông muốn bán luôn cả trăng đi. Ai mua trăng tôi bán trăng cho,
tranh nằm im trên cành liệu đợi chờ. Ai mua tranh tôi bán tranh cho, chẳng bán đoàn viên ước hẹn hò. Thật sự thứ hàng mặt tử muốn bán là nỗi đau trong những đêm tranh ấy. Để rồi chiều ngày 10, gia đình của hàng mặt tử ở Quy Nhơn mang thức ăn vào. Đến 5 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 11 năm 1940, các sơ và các bác sĩ đã phát hiện ra hàng mặt tử đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Và các sơ và các bác sĩ phải tẩm liệm và chôn hàng mặt tử ngay, bởi vì căn bệnh này ngày ấy người ta sợ lắm. Chôn ngay trong trại phong luôn. Phát hiện ra trong túi áo của nhà thơ hàng mặt tử, tác phẩm cuối cùng của nhà thơ hàng mặt tử để lại, đó là viết về sự trong sạch của cuộc đời. Và một thiên tài thơ như nhà thơ hàng mặt tử đã để lại những tuyệt phẩm lớn cho ngày hôm nay. Hàng mặt tử đã vẽ nên một bức tranh đẹp đến nao lòng, có cả màu sắc, có cả hình ảnh, có cả âm thanh nữa. Ở trong bài Mùa Xuân Chín Rằng, trong làn nắng ửng khói mưa tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt gió treo tà áo biếc, trên vàng thiên lý bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi, ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hổn hển như lời của nước mây, thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, cảnh trí bâng khuâng chợt nhớ làng, chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng nắng chan chan. Đó là tuyệt phẩm Mùa Xuân Chín của nhà thơ hàng mặt tử đã vẽ nên một bức tranh thủy mặc đẹp đến như vậy. Nhưng cái tài thơ của nhà thơ hàng mặt tử thể hiện ở hai tuyệt phẩm lớn có thể là chúng ta chưa tiếp xúc qua. Đi Thuyền và Cửa Sổ Đêm Khuya là hai bài thơ để đời của nhà thơ hàng mặt tử, làm theo thể thơ thuận nghịch đọc. Tức là một bài thơ có 12 cách đọc khác nhau, đọc từ trên xuống dưới được, đọc từ dưới lên trên được, đọc từ phải qua trái được, từ trái qua phải từ truyền câu được. Trong một câu bỏ hai chữ đầu thành một bài thơ mới, bỏ hai chữ cuối thành một bài thơ mới. Đó là cái thiên tài thơ của nhà thơ hàng mặt tử mà ở Việt Nam chúng ta ít có nhà thơ nào sáng tác được cái loại thơ này, bởi vì nó khó. This is the scenery around the tomb of the famous poet in Vietnam, Han Mac Tu. Sao đắm đuối trong sương nhạt như đón từ xa một ý thơ. Ai đó làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước vỗ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, và hãy xem trời dài nghĩa yêu. Trân trọng cảm ơn quý anh chị đã ghé thăm nhà thơ hàng mặt tử rất nhiều. Bây giờ mời quý anh chị chúng ta di chuyển xuống bãi đá trứng xem thử bà Nam Phương Hoàng hậu bà tắm ở cái hòn đá nào. Nam Phương Hoàng hậu vợ của vua Bảo Đại, vua cuối cùng trong triều đại phong kiến Việt Nam. Thì trong những lần vua Bảo Đại quân lý phương Nam thì ghé về đây và chọn bãi đá trứng là bãi tắm của mình, cho nên gọi là bãi tắm Hoàng hậu. Đấy là câu chuyện truyền thuyết kể lại với cô đấy, thì cô bước vào trong khe đá kia, thì trong ở phía trong trên cái núi đấy người ta không thấy, đấy là truyền thuyết thôi. Rồi chàng trai đi về tìm người yêu của mình không thấy, cũng chạy vào đấy tìm, thì cũng khe núi cũng nứt ra, chàng trai đã bước vào trong đó, hai người đã bắt được những đẹp phía cạnh đó. Nhưng khoa thực tế đã chứng minh vào những hôm mưa mưa, nếu mà trời đang nắng mà có màn mưa bay, do hiện tượng khúc xạ của ánh sáng thì người ta nhìn từ ở Quy Nhơn vào ở trong khu vực gần ráng này có bóng thấp thoáng những nàng tiên đang bay, cho nên người ta gọi là gần ráng tiên xa.